Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 2 tháng 8 tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Dự lễ phát động có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện Bộ Quốc phòng và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, lễ phát động được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kêu gọi vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến tháng 9 năm 2025, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 8.227 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, tôi tin tưởng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn của tỉnh Lào Cai đến năm 2025 sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua, tại lễ phát động, 24 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ, hỗ trợ kinh phí góp phần xóa nhà tạm, nhà rột nát với tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng. Đợt này chúng tôi rất vinh dự và đóng góp 10 tỷ để cùng với Lào Cai, với các doanh nghiệp khác, với các nguồn tài trợ khác để xây những cái nhà mới. Tôi hy vọng rằng trong vòng từ nay đến 2025, thì tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành cái mục tiêu đó. Trên cơ sở nguồn lực hỗ trợ, tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các địa phương trong tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho 30 hộ trên địa bàn.